trở lại trên chỗ cho nói mới tiết tại tôi chỉ muốn is Ethernet bundle chẳng Ethernet bundle cứ cho người riêng pin link aggregation thà ta bên này dùng bind link vì mình operation này khác vì mình protocol này khác để ta run lên liền chỉ như tôi tới bên này để dùng trong bind redundancy hay dùng trong bind link capacity improvement cứ dùng ai prapra Ethernet bundle đảm bảo đó sẽ là bao nhiêu trên đây là dùng mình multiple link bên này dùng mình multiple link bản thân chỉ không cả này để dùng configure bài này trên cô nó bao dùng bây giờ configure bài này thì mỗi cứ dùng trong bài redundancy TP trong bài high bandwidth ok với bên này để dùng connect speed bài này bà con chỉ mình một pop block ấy chẳng bà xin bà xin chỉ liên dương mà gig dương para ban mà gig dương đại para gig à khăn cầm ban vô việc block ấy nè chẳng bà này thằng liên pi gig dương para ban mà gig hai dương bà handle HTTP được bà ta nên không cả này nâng cứ dương ai para ấy kì either channel đồng bày đó sẽ là bao nhiêu hàng đồng bạn chẳng bên này để dương configure port này hay nằm port này tới chỉ Ether channel chẳng HTTP nâng lane block này mua là hai đấy bạn vì lane block đời xa tới port P đây cần đánh món chẳng ạ trong port switch mùi hay nằm switch P việc cần tập port nâng cứ chỉ port tầm mùi bà xanh chỉ dương configure Ether channel component hay dương show way nâng spanning tree chứ khuyên tập port đây cần đánh tập switch P nâng cứ port tầm mùi chẳng bà này thà Ether channel này ai prap switch tha à pi nâng mình chỉ physical port pi khó khăn này vì chỉ logical port tay tại mùi thơ bạp nâng bàn switch mùi ở switch pi ai communicate hai vì ọt block HTTP cho nên cái characteristic khác là robot Ether channel chẳng Ether channel cứ chỉ technology để base lời cái IEEE AO2.3AD specifically ở ngành HTTP nè. Trong HTTP we operate a logical link. Bên này là we operate a logical link. Trong bên này là link physical P nè, other bản block. Với HTTP vì cái thà link physical P nè, cứ chỉ link thêm mũi. Trong logical link đại diện bandwidth cái từ tam active member của mình. Ủa thì dùng miền này kì. Dùng miền port chi gà bấy, bấy port. Dùng thư bản đồ chủ. Cái bản này thật link năng lăng. Lăng bấy gig. Bản ta bản xin dùng add configure Ether channel. Link năng sau ta mà gig. Đã ra P port tiết trở bản block. Đó là STP. Một tiết nâng Ether channel dùng ai configure load balance. Across all link. Bên này là load balance dùng miền load balance algorithm. Source port, source IP, source destination IP, source MAC, we assign the use case for you. Ether channel có ai đập nạc cả layer 2, rồi có layer 3. Chẳng bên này để dùng thử Ether channel để connect được router, rồi có connect được layer 3 switch, dùng ai configure với the routed port, rồi có layer 3 link. Mỗi bên tiết, bây giờ dùng configure còn là trunk được layer 2, dùng ai configure với the layer 2. Bên này là dùng dây bị Ether channel dùng ai configure via statically rồi có configure via chia protocol bên này là dùng configure chia static bên này đang dùng gọi là bind link chỗ kia bên tay admin control protocol ấy chạm maintain establishment of Ether channel này trên này có nông bếc là dùng ai configure static bản bên tay bếc là có dùng tới configure dynamic này configure static nó bên này đã dùng connect từ server connect từ ấy vì ok ở đây thì bên ta bên khác bên để dùng trong thử LCP vì miền intermediary device trên được nông đi không ưu ho là ní như người ta DWDM trên được nông chỉ lo này dùng ai dùng ta đạp fiber
chúng ta thấy cầm hôn chúng mình DO hay là DC chúng DO DC trở bằng connect này para DWDM được gọi dark fiber chúng bên này dial connect through dark fiber vì cứ chỉ cái layer 1 bên này là layer 1 cứ vì ai anh nhận ở switch pin năng share cái layer 2 mỗi cái bạn trên này không cả này nâng bên này để dùng configure với chữ static bạn này thao admin control protocol ấy para đảm bảo cho maintain relationship rồi viên switch pin này trên bạn này thao bản thân chỉ miền không cả này đã link này mình bảo nhỉ hả ở thì link này mình bảo nhỉ hả xua thao link này hay link này nó app bật cứ bật trên nó app với a link rồi viên đi đều đi âm mối hai nâng DWDM pin nó down chẳng vì mình pin nó up chẳng pin nó để dùng configure vị trí static traffic class vị trang tan địa à traffic để trang tan nó chọc ấy cứ ở ai center bàn này chẳng mình này thà nó không cả này class pin nó để vị critical bám nâng ấy kê trở pra bộ dynamic đôi chơi để LACP go pack pack p ຈັ່ງໃນក្នុង scenario ដែលយើងគួរតែប្រើ ជាលក្ខណៈ dynamic ឧទាហរណ៍ថាយើងមានអីគេយើងមាន IPS នៅចន្លោះក្តារយើងមាន layer 2 firewall ឬក៏ DWDM ຈັ່ງយើងគួរតែប្រើ LACP ដើម្បីជៀសវាងគេហៅ indirect link disconnection lấy như vậy dynamic link aggregation protocol, cho dynamic link aggregation protocol mình pin pack p hay là LACP, bắt đầu em chưa tham nó real environment, giờ họ đại para pack p, chỉ từ tới pack p cứ chia Cisco proprietary sweep xây ở miền tây, hai bên này là thứ cam mình tên chỉ từ tới, giờ anh miền multi vendor environment, cho nên chưa tham best practice cứ giờ tới LACP cho nó chưa. Chờ lấy những JP pack P port mode. Chứ pack P port mode vì miền auto hay năng desirable. Auto bạn này thằng mấy? Bạn này thằng vì passively listen. Vì ad initiate ether channel establishment này. Hay vì có ad send pack P packet này. Vì thằng auto những ai thằng vì chỉ passive. Passive bạn này thằng mấy? Vì chăm thật ở game màu. Vì ở từ. Ở từ ok. Chúng bên này để dùng configure pack auto thì là dùng miền switch p dùng configure này auto ở đây tôi để dùng configure này auto rồi có dùng configure này desirable chúng desirable vì actively send pack p packet chúng auto bị khơi nhà desirable máu gì nè chúng desirable vì copy auto trong thá vì actively send record transmit pack p packet. Chân tụi bay chia micro vip chia yếm cái establish ether channel này. Nó cái nó best practice dùng ai configure desirable chứ muốn desirable nhưng cái thao admin help lấy để dùng tới configure auto ấy dùng ai configure desirable ok. Lấy những chỗ mà đó là LACP, the most commonly used nhằm thà nâng real environment bên kia nâng khơi đó link aggregation cái kia nâng khơi LACP ấy còn mà đó nâng pra pack p nè LACP cứ chứ standard protocol đã vi pra pra multicast MAC address đôi khơi nâng slide nhé hai vi operate nâng p mode passive hai nâng active passive đôi auto nâng pack p nhé bên này thà vi passively listen vi transmit the LACP packet day. How go we option initiate ether channel establishment day. But then chỉ riêng configure VG active. Bạn này thằng mấy? We option establish connection. How mùi tiết? We option send a LACP packet. Đảm bảo form a LACP adjacency. Chỉ như tôi tới bây giờ mình switch P.
Nhưng ta chỉ rương ở xua dương hay configure active active tức vì form này mỗi tiếp đi cái chữ configuration nó không xin scope này để dùng cho configure just static nhưng đã mode on hello là nhôm là nhôm đã switch pi sẽ nằm bay thử tí hó chả lấy mình switch pi hai nhóm nửa thì họ thừa lấy gì pi nữa rồi chân switch bồi dưỡng chân switch bồi dưỡng port chân switch bồi dưỡng như là bàn port pi chỗ này chân pi dưỡng chọn bàn port pi chỗ này dùng vài chân máu hai dùng vài channel group channel group vì ai dùng prab dương này thay dương channel group lên màn lấy dùng thay lên mũi và toàn một tiết chơi remote cứ về trên mode tầng prab để dương bàn tâm riêng mình nhận chứ là mode đi mũi để dương gì thay chuyên chỉ mode tích đã ở miền configure được ó cứ mũi niệm chứ là it enable ether channel only nữa bàn này thay mấy bàn này thay vì ở prab control protocol thì cứ về còn bàn physical tới logical đó là mình chăm bánh send packet để mình maintain establishment robot robot link aggregation rồi gọi ether channel thì mục tiêu chẳng ai pra protocol pack p chẳng đăng ai tham mình p mình auto hay nâng mình desirable chẳng auto we act we ought ought chi yếm initiate ether channel establishment thì hay có we ought send pack p packet đây bắt đầu nó không desirable cứ về phía em establish rồi có việc actively send packet trong cái the most commonly used cứ LACP đây là LACP trong Cisco bây giờ chọn configure dùng vài active rồi có passive chọn lấy nhóm lấy nhóm một tí hó speak muối đi speak hay nó là speak mà đây dùng user channel ta là bà sơn chỉ đã active mới passive mới có viên là tada để gì tới nhom có ot đang tháp bên nào để việc đã benefit về dòng máy đấy phần tay chiều rúm bài practice cứ kia đây comment là active trong video ta đi đi distribute switch trên tới anh ấy sẽ trong phía khóc này bảo vía còn là tháp bà sơn dưỡng configure active bạn ta switch này có việc send cái hàng LACP packet anh ấy có việc send LACP packet nhưng chỉ recommendation cứ dùng cụ enable active từng pi active từng pi không ai cái sao khác kể thà vì ai thừa mình speed conversion lượn để ra tài cái từng song kháng cứ viên send LACP packet và dùng configure chỉ passive one chẳng ấy passive one này thà mấy bây giờ mỗi ní vì chăm thà mỗi ní send mau ấy bà dân chỉ muốn nó send máu vì ở chỉ dùng establish thì ta về còn là khó concept vấn đề này và ta nếu không điều đặc thì cứ enable tại active nếu không Cisco vì miền chăng và ta nếu không Huawei ấy ở miền mỏng không Huawei vì miền ta enable LACP vẫn đang chọn vì ở miền nào dùng specify passive activity vậy nên nếu không vendor say chăng được ở
lớn lên là Cisco ấy bằng biến active passive. Nên nó vendor xin về configure vì ai configure lazy p chẳng một vì ai dừng được active passive ấy. Nó Cisco nhưng mà cho bắt tham bay bằng việc bật feature nữa. Vẫn ta đi practice nhưng mà vậy thà dừng việc active active chiều chiều best practice. Đôi ở tầm này cái sao nào bị chạy chẳng hề đời xa. Đời xa bởi dân kết lên process bố vía. Còn là thà passive nâng vì ở xe này tầng ọ. Nghĩa là viên côi chăm mà passive vì chờ. Viên côi chăm cái xe máu và vía chi dân mình sạp lì. Và ta bác thiêu ở đây vì chi dân mình sạp lì bởi đón từng pin nè. Nhưng nhưng cái thà active active vì ok vì lo. Nâng nông real practice. Hay vì ai convert lươn chiến bởi dân chứ mình bánh hà. Ba 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 hay buổi tiếp về về chấm lại trong Cisco miền nắng á, trong device say ở miền đi, trong máy cái tay, trong Fortinet, trong Palo Alto, trong ấy cứ về ở miền chẳng hề miền ta configure LGP móng chọc mà, tại Cisco chạy đón ấy về miền là passive nè, về play về kì. Hay đã dài dương phía chân án, dương riêng từ 4 đến Cisco nè ngay. Hay đã về chân, dương trò là passive vậy kìa. Còn hồ vấy đi nhóm bạn lực là nhóm miền passive vậy. Cứ active dùm. Chân bạn nhóm thà active active vậy bạch. Đã xa vendor xếng, bây giờ implement kìa prata active vậy. Kìa prata passive vậy. Chẳng lâu tiêu hoa thay nhóm từ 4 một phút nhóm vài mốt on. Vì ta mốt on mà này thà vì ở miền prá control protocol ấy nằm bây negotiate đi. Chẳng bên này để dương thuê nó không environment thua mà đá. Vì ở đây miền bánh hài ấy. Bởi tại nó không environment khác. Để dương prá nó không sẽ nà dụng mà chỉ ủ tì hò sẽ nà dụng khác. Dương dương miền DRDC chẳng là nhóm dây mình nhớ DRDC. Hay dương miền switch. Dương miền switch. Chẳng bên này đã connect. Connect cho device bỏ cơm hôn xài ủa thì DWDM như thế đôi rùa bạc kia bạc hai miếng chứ chẳng xài vì miếng tràn con à vì miếng này mà con vì miếng này mà con này mà con ủa thì họ thay bớt xin dịch xài lại đây liền nè nhưng mà này tập port ní hay là port ní vẫn là app chứ anh đi vào này tập app anh đi cần là app đây chẳng bên nào đầm miếng ấy cái traffic mà can lại ní vì tơ thầm nè kèn thằng này, chẳng mà này đặt dương miền Parkland lòi, không cả này để dương para mode on, chẳng mà cái recommend là bên nào để miền intermediary between switch, đặt ra tại vì ở miền Parkland đầm bay chạy, prap tha liên nắng, đá được coi mình đá, việc bưng từ lơ physical, việc bưng từ lơ layer one chẳng, việc ở practical này không environment để miền intermediary device, bề kia switch bao dương còn lại cái này chẳng. Và ta sẽ long cắt layer 2 firewall. Firewall dân đứng ở thời dân ai configure vì tôi chỉ routed được có transparent firewall. Trên đây không transparent firewall dân ai configure chỉ layer 2 trên switch của ai cần này chân này. Trên đây không cả này nó bởi xanh chỉ firewall này mình bằng 2 được cái việc block ấy dân ạch đằng này. Vì nó là dân bởi mode on. Trên mode on nó viết đá chế là đá ấy và ta bị khắc vì ở lõ đối ở lazy pt là dương configuration range ethernet zone tôi đọc mũi channel group bạn mệt ở đây nên on nó bạn này tha vì ở miền Bắc protocol được không nhiều vậy.
Ủa ấy, à ổn nâng bà này thọ bị ạ miên pra protocol tương ổn Mẹn ở lazy p hay có mẹn pack p đây Nâng ấy Ủa ấy Nâng ấy Ủa ấy chứ Ủa ấy nâng nông lại ní Bà sẽ dừng pra p ní Ani cứ pack p. Bây giờ para mùi ní, lazy p. Bây giờ para mùi ní, lazy p. Bất ta bây giờ para mùi ní, neither, lazy p. Pack p. Giờ mà này vía mình chỉ pack p ha, còn vía mình chỉ lazy p đây. Bên này để giờ này bấm mode on, bên này thay giờ para protocol lên tầng ở. Dương khoa là bánh physical port cho tới chỉ logical port cho bởi rừng giờ mình thử ý ra bình này đã xa mua là hai tháng mà mình bảo nhà được nhóm lực lạc chứ ừ bà Nâng ấy Bởi bên này đó miền control Đối nhóm dễ chẳng Dương miền switch Dương cái này ta can device mũi tiệt Chẳng Ủa tí hoa ta vì ở miền control ấy Chạy đón ấy À linh này với đạch À linh năng với đạch Hai à mốt on ấy vì bằng tay lơ physical ấy Nhưng xua thà Chạy sẵn anh à linh này nó down rồi có đạch Ở down rồi có app Biết nó ta app chẳng mày nè Linh nó ta áp chứ. Tu bây à linh cái đá này đách còn nên áp hả? Nít cái nó áp đây. Bên này đã bị nó áp. Phó nó viên nó tại chỗ nó ether channel đã đáy năng. Bên nó tại participate nó không ca forward traffic đã đáy. Chứ bên này đã bị participate traffic là bị send máu vì mình tư lại nè. Mình khoai. Đi vì mình tư lại nè đây. Bọn tay nó không lazy p ẩn chăng ấy. Không nói lazy p. Bên này đã bị PM send nè. Bị PM send kì hạc lazy p packet. Chlong cắt. Sắp đặt việc communicate mà khán giả bán bên này là việc communicate mùi áp này là bán việc đọc link nâng chân việc đọc link nâng chân bí ở lazy p port channel group dân link nâng chụp bán participate cho đồng bây send traffic tiết đấy để xa tay kế à switch mới nữa việc khơi tha à switch mới nữa việc ở đây gì việc ở đây gì bỏ tam link nâng bán chân những khơi thả bây giờ về mày này chả thả bây giờ viết lại nâng lazy p hay nâng mode on Bởi Ồ Món này bình Chờ lấy Chỗ kia chẳng hãy Dừng lại show Interface port channel Ồ Xem tổ Show ether channel brief Ồ Summary Chờ bây giờ show summary máu Vì đạo mệt Vì đạo port nâng cầm bông bán chỗ kia ấy Hay port nạc khác hay vì miền status chỉ ở status p p nó mà này thầm ấy ta được ban bundle này ok chứ mà mình state trang tiệt mình state standalone state standalone mà này thầm ấy mà chỉ hiện config mà chỉ hiện đạo config vì ai change standalone mùi tiết ai change suspended là bên này để dùng connect port channel group mùi từ multiple system vì nâng change suspended này mùi tiết vì ai dùng configure chỉ layer 3 rồi có dùng configure chỉ layer 2 chẳng nên dừng nên khởi vì chán nên không càng không việc gặp vật là mùi tiệt bà sân chỉ không cả này nâng technically HTTP nâng block một port vấn đề bên này để dừng thử either channel lấy xuống là việc block việc bắt đầu block thì hai dừng nâng show span bây giờ số spanning tree dương khơi tha port lý mũi hay là port lý số này ắt khơi nó spanning tree phong bát tân bát ở miền khơi phong phần tay port để dương khơi thắm mấy mũi này nhưng mà này tha có bắt đầu physically dương khơi là miền pi port cần phải chơi gắn switch nhưng mà phần tay switch nó vì chưa tha port đã cần phải đầu viên vip này nữa chỉ port tại mũi
chúng ta muốn switch switch việc kết tha port đây cái này tất cả là switch tiếp pin nữa, à switch tiếp mới nhá, việc kết tha ôa port nó mình port pin port tầm mới đó, chúng ta run STP nên là logical port nên là port lịch lịch mới, chúng ta về thời mình link block ấy, hay về ai increase bandwidth hay miễn reliability nó không nâng chỉ sai, chúng ta lại nâng đôi về tự bảo switch chứ nghe, việc bảo switch tha port nó mình port pin vì chỉ port tầm mùi trên switch nhưng chưa tụi bây switch nhưng chưa vì on block nhé giờ lấy port pi nó lấy trên port tầm mùi cái này có khơi tầm mùi này chùm anh ấy nhỏ toàn config ấy là những config thì sân range zone từ mùi port channel group mode on. Chứ bây giờ vay bằng nâng is the channel summary. Chụp mày down nhé. Ok, interface status. Oh, oh, sat down. We violate mỗi mình thấy. No shutdown. Show is the channel summary. Chứ bây PA. Vì phía bên này là việc bản đồ, việc bông đồng này cài. Chứ những ai show span stream đoàn tiết việc block out ở đây à là việc chạy tay mà port đây. Mới tiết dừng ở tì hò chúng ta dừng ở trong configure viết chia kì dừng ở trong configure viết chia mode on ấy dừng configure viết chia pack P ok mỗi mode pack P dừng vài desirable by nodes and node channel group mùi mode on channel group mùi mode desirable chẳng bên này thì dân vay desirable mà chiến tiết dân tự vay desirable này tại cả là dân ở vay và đài dân chỗ thử vay lâu tiêu là dân ở vay vì ở đài hay vì trên số ai à, số ai bên này là mình à số ai đi nhóm prap chứ biệt tha standalone standalone mà này thầm ấy à mỗi nè pin này để dùng vay desirable bịp chi send pack p packet thời gian là mỗi nè hay à mỗi nè bị reply pin này à mỗi nè reply bị cất tha bị tại ai nhỉ chẳng phải bị tha bị standalone để sao bị send tại ai nhỉ mình là cái reply bị chứ bị tha bị standalone vấn đề pin này để nhóm cho tới configure pack p nơi khán địa vì chụp vì vậy đối với standalone này vì bắt cắt chỉ thao viết bundle nực nông port channel là chúng mình chứ bên này là net off nên config maintain hay cứ hiện sau ai vậy nghe bên này thá à mà chiến tiếp tục config gì anh ấy chăm bách nó bên này để troubleshoot chúng mình nâng bên này thằng nó bị class dương mệnh thơ dương mệnh thơ tại ai nhỉ dương thơ picky pin sinh cái này hay ní cứ switch bộ dương ní cứ switch bộ kề hay dương thơ lazy p à kê nè config này cái thao kê config LCP 2 vậy cái config 2 vậy ta tạm bất gia toàn config kì chứ những ai vô à nè dương giờ là prap bình thái ấy bọn anh config mobile nè standalone nè nhớ chứ nó cứ chia troubleshooting skill bên nào để dương thơ ca chả bị kỳ chứ khi prap ta kê nè bố lại dương miệng nằm nàng thấu nè ai toàn nè bố lấy để xa ta viết standalone mùi tiết chỉ mới nhóm enable khả năng nhóm enable pack p range interface range zone mùi channel group là nhóm nô dân no channel group mùi mode on channel group mùi mode desirable chẳng phải nhóm vay tập bản năng việc kết thả viên lên hay kì lên isolated đây sẵn sàng phó này down đi chụp phó nó down men nhưng mà cái này xin chụp tới mà đoàn tiết nhưng mà shut down biết shut down no shut down
status. Vì ở đây bên nhóm configure cho mỗi lần đi là cho mỗi nhóm lộp này chào interface for channel mùi cho nhóm no shutdown vision range ethernet no shutdown interface range channel group mùi mode desirable chờ lớp vì tranh vì chụp tranh là so ai ấy vì chụp tranh so ai hay vì tranh so pi mà đòn để sai cái http này ban send packet ở vía với hay bị tổn mất vì establish vì negotiate trên cái đồng lcp đấy cái này đấy dừng thừa không này thế tại nhóm đỏ họ trên này tranh sẵn hay nhóm cùng việc đón tiết có mọi người bánh hà đi mình no interface port channel mùi tóm mật dương nâng configure vì tự chia LACP mùi channel group mùi mode active mode active à đây nhìn prag thì đây mode active sẵn đoàn thế này ở đó đọc port channel vì sẵn đoàn này này là vì đài chẳng đi đài để sao LACP show is channel summary chẳng bị đài để sao LACP chẳng bị chẳng LACP vì mình benefit là pack phí trong tháp vì mình LACP load balancing algorithm chỉ tôi tới đôi chị ông mình lại mơ thế nào để sai cái việc base từ là capacity bỏ po về này hai mũi tiết nhóm nhóm chọn bị chạy vậy mũi tiết ô tiêu riêng mình pc mối riêng mình pc pi trên bên này riêng mình pi link chứng mình bật cắt tháp pc mối send mau pc pi ban speed pc này mình chứng này ban speed là mấy gì vậy buổi anh đang cứ chia mistake dial dương tay tập kết cho mỗi nơi LACP với cái thả LACP increase bandwidth và tại tập bây dương miên PCP chứ này bê ping máu ở chỗ làm ping dương test speed máu ba năm chỉ tụ bây chia PC nâng port đọc chi cái đời ba năm chỉ để dài cái để ra tại load balancing feature bộ viên chỉ tụ tư bên này là dương miên PC mối hai dương miên PCP bên này là PC mối nâng PCP trong cắt communication nâng bạn này thật vì trời trong cắt sai tầm mùi nhưng chẳng bên này để dân copy file through FTP rồi gọi anh chẳng chẳng bên này thả traffic nâng chìm một flow bên này traffic nâng chìm một flow tất cả là việc flow cho link link tìm mùi ní cứ việc flow mà link tìm mùi là sao bụi hay nâng ấy bạn biết tôi bây chỉ miễn đọc sai cái đó bị phí nằm phí nâng cần là tất cả mùi vì increase nó bên này để dùng increase node một tiêu học lại này dùng miền PC 7 PC 4 trên bên này để PC 7 CP PC 4 vì communicate cho lòng cắt sai càng cao nhưng trên speed này nâng bàn
chứ là nó cứ chia misconception mỗi đại dương miên cho mỗi nhà lazy pi trên bên này dương connect xa bài nó comment liên dương cùng pi đại bài sinh gì dương communicate tam of flow bên này dương communicate trong traffic flow bàn vía lang capacity the times ấy đã dương expect chẳng á này hả bà sân chia speed vi láng nhưng ta anh nghĩ đang này tòa dưới mình chẳng nổi bây giờ ta đừng bởi vì là cái nạ flow bấy hả nữa chứ mà thì tiết ở lại chạy cho đoàn lại nhưng mà nhóm prap cái lại algorithm mùi này ca còn phí tế mà là chôn mà đoàn thì sân chẳng đôi dương gì chẳng tha a logical interface đại vì bàn ca là những ai configure vì tự chìa cái tự chìa layer 2 của bán tự chìa layer 3 của bán mùi thế là LCP ai dương miên là tập hiếp cầm nót minimum port ủ tiêu ta dương miên switch P chẳng ạ dương cái này xa đọc 7 dương cái này xa 7 dương tha ạ xa tí 7 ở trong ai đài dương ai trong ai đài tập hiếp mai cầm nót minimum minimum được cầm maximum port và ta nếu có nông ạ bó nhóm này đi GNS ring not support đi, cái nó maintain support. Hôm bữa tiếp ai configure về thì chỉ layer 2. Nhưng chắc nó switch by default port link aggregation này nhóm bậc cao đến vì chỉ layer 2 sẵn dậy. Với vị trí SU. SU bằng này thầm mấy. Chân SU bằng này thầm mấy. SU bằng này thá layer 2. U bằng này thá in use. Chân bằng này thá layer 2 in use. Còn tại bên này để nhóm đã về tới chỉ layer 3 thì anh chẳng chẳng đã về layer 3 mà chẳng layer 2 interface port channel thì mới nhóm đã no switch port chẳng comment no switch port nâng promote layer 2 port ở tới chia layer 3 port chẳng cái lại nâng meter sau oi on mà này thầm ích on nâng layer 3 với mình nâng s layer 2 or layer 3 chẳng bên nào để dùng promote chẳng bên nào để dùng promote chồng tên này bên nào để dùng promote port nâng ai tới chỉ layer 3 đòi bà comment đi bà này tha lấy miền HTTP run đi đây còn tôi bây giờ viết switch cái đòi bởi vì đó ai ta HTTP về run bà ta lấy layer 2 port đi nên thằng layer 3 port ọt miền send BPDU ọt miền send này tê còn tôi bây giờ viết nó lấy switch cái đòi chứa chẳng switch switch chấm layer 3 port bởi vì được gọi là thịt port nâng ọt bà ta HTTP tê cứ bên là disable HTTP chào hình ấy cứ chỉ mặc bản đồ để dương ai đã thảo dương ai thừa HTTP man port bởi vì by default cứ bấm 7 port maximum ồ hình ấy miên tên ạ bộ bàn xua nhóm á nhưng mà đã chạp vào đồng đây xa mơ mơ ồ bây giờ bà comment tới dân ai khơi capacity vi lạng đây nhưng mà chạp vào đồng đây show interface port channel lý mùi trên đây xa link vào nhóm link đọc đọc mề link internet đấy hồi việc can bông anh đang nói simulation phải vì ai khó ý chẳng hạn tại maintain chạy sẵn đấy anh ấy vì đại việc can đó việc can đó pi gig anh ấy pi gig chẳng sai pi việc can đó pi gig để phải chỉ trong simulation vì khó mấy vậy nhưng mà chúng ta đấy chẳng bao giờ chỉ trong mơ bền viết những ai vài comment đó show interface port channel one anh ấy cái chia aggregated bandwidth để bám vào pin link aggregation chỉ nên bây giờ nó áp hơi dừng lại mở configuration same same mối tiết LACP để dừng config nó kia hai bộ slow kia slow LACP với nó có nông bộ Nexus Cyber Nexus nhóm thu lọc thơ mình fast LACP nì FA này chứ nó có nông bộ Nexus vì chia bộ data center grade device cho mình là feature LACP fast này nó có nông LACP thỏa mặt đá
đôi chỉ việc send LHP packet riêng rõ 30 second mà đồng đảm bây track mơ thả ta link nâng ok ơn chúng bố fast cứ việc send riêng rõ 10 second mà đồng chúng vì lươn lươn chương LHP thông mà đây chúng ta có nông lấy những cái ấn giấy à LHP fast cái ấn giấy ok bố LHP thông mà đá bây giờ in show is a channel port. Being show is a channel port. Oh, anh đi ra xem đã đặt port về đại bật đấy. Port channel mới switch port. Chôm đang ăn bát em thấy. Status not shut down but no shut down port invite channel group interface port channel mình đã lấy pi mình cả để viết lấy mùi nào ok channel group chung port channel interface mấy bạn không bằng được interface port channel mỗi ok nhưng cho lòng luôn này mẹ nè bò nâng ná nè bò ok zone chỉ mỗi channel group mode active chẳng việc trên cái đó cái dừng ai para comment show is the channel summary oh is the channel port chứ bây giờ show máu à cái này nè đã thay support SA SA nó này thay support slow LHCP PDU chẳng hạn này về send ring roll sam subsequent mà đó hay a fast này nè f nó device send fast LHCP PDU và nó về send ring roll mỗi second mà đó ở đây thì anh ấy chia chẳng bên này để dùng trong show LHCP neighbor như ngay vậy của mình đi các bạn đây show LHCP neighbor anh ấy đây xa vì toàn app mình đang đồ cho đồ làng thứ đồ cho đồ làng thứ khó on app là cho mình dùng cái việc làng bình range mũi một chứ bên này là bị áp hay bên này là bị áp chứ nhưng ai show LHCP neighbor bạn này chứ bây giờ show LHCP neighbor bị prap vậy thằng flag về cái vị trí fast rồi có slow LHCP vì mình mark the man vì mình priority mà như thế nhưng ai verify LHCP ở những pack P tam comment đi trên nền tảng LHCP, we mean advanced function same đôi chia LHCP fast
vì mình ai sẽ minimum hay maximum link nơi trong port channel hay những ai cái system priority hay những interface compare từ pack p vì mình advantage phần này bên này dùng enable LCP fast rate specific switch anh đang mang group switch cho ta enable bản đi cứ viết trên FA FA bản này thầm ấy fast LCP protocol data unit rồi có LCP PDU lại ni cái con trong bịch minimum link hay maximum link maximum member dương ai cầm nọt bán với bên này dương miền maximum member bên này đã bị lơ ủ tiêu dương tha họ link nâng bán 4 và tài đa tập bầy chẳng bị ai cho tới cái hot standby này chẳng bị chênh tội chẳng bị khá dương ai configure LCP system ID bán ta nhóm cơ thân nó không xin ai dụp có dương mình từng nghĩ pra về đây buổi ảnh ý kết đố nó bên này để dương trong ai switch mới nè initiate LCP communication switch nó chỉ mấy nè nó LCP P nè chẳng bà dân chỉ switch nè miền system ID tút switch nó ai thưa chị mày và tại vì đôi chị ở sự thì thích gọi ta chỉ feature để ai thưa bán mà ta được không real life mình practical thì dương mình từ sọc sọc từ cài năng đi vì ở miền mua lại thì dương từ cài vì có thể dương ai cài bán nên đi vì chị ở bảo thà GP nên không standby mode hot standby mode anh nghĩ thà bản thân chỉ miền bảy hai chẳng ai troubleshooting do bảy hai tại tôi chỉ muốn port channel chẳng sai điện trở mới chẳng mới thà vì miền characteristic được như ớt bản thân chỉ viên mà rồi mê được như ớt bản thân chỉ viên configure chỉ asset vì tôi chỉ asset tầng ớt nhưng chẳng năng cứ chỉ characteristic với điện trở đơn thà pin này điện cho port channel lưu ra tại port tầng ớt miền characteristic được như bản thân chỉ asset được như trăng được như sẽ được như tầng ớt từ vì ai cần phải chụp như bạn bà dân chia ớt đôi kia vì ai đã chụp như bạn này cho nên có consideration đấy bà dân chia chọn ai đã chụp như bạn lúc ra ta parameter mà này vì match ở chiều duplex mode min port mode MTU load interval storm control chẳng tụi bây giờ native VLAN cái chẳng đây native VLAN bà tha native VLAN mũi trâu mũi đó mỗi tiết chẳng ai thử load balancing nơi khu nông LCP đã nhóm dây mình nhắn á chẳng load balancing chỉ tư tới việc ra hash function đảm bởi load balance hash function bà này thả mấy bà này thả dương mình switch mối dương mình switch mối tiết dương cái này bà LCP chẳng bên là PC mối này send packet tới can switch nên thua ca dô packet đến tầng ớt dù bà đã nơi khu nông hash function chẳng bên là đánh việc cho hash function muốn hai bài hash function bên này distribute traffic thay ao từ link lớn rồi gọi từ link khác chẳng dân cho mở hash function nó bị miệt lắm hãy chú nhầm nè cho nên cái chế load balancing algorithm đã available nơi trong Cisco switch và đã switch khác của việc mình chưa đang đây trên switch bộ high end mà chỉ muốn vì ai miền load balancing algorithm tràn. Ủa thì ở nông pe khác, dân chọn load balancing based on destination IP. Anh nông pe nào để switch dân, ai vị trí destination bây giờ ai chỉ layer 3 cho những ai configure destination IP address bán, ok. Bất nhiên dân communicate basically từ layer 2 thế hay dân chọn về load balance khi dân ai configure destination MAC. Rồi có miền feature xin thiết để dựng ai enable bạn. Cho nên khi nông switch bên này để dựng chọn sửa về dựng ai cho port channel load balancing. Nếu khi nông này mình tích gì bởi ta switch
à thông thông mình chẳng chứ nâng hẳn đi mình ta destination mình tích tui hãy dừng chọn đơn thà port nâng chứ là show is the channel summary chẳng bên à ồ ảnh đi ổn mình chứ nâng nọc lại nâng đâm bây show thà switch dưỡng việc ra algorithm này kia đâm bây balance dừng lại para đi bán dừng lại show port ether channel load balance cho nên nó viên para bài thả by default cứ viên chạy viên ứng dụng source destination IP chia default load balancing algorithm bỏ LACP chứ những ai chọc khó nằm bằng nâng cho nên nó khó nâng những bàn riêng bì gần sở VTP thì những ai bà cả tôn cho mùi nâng à lột mà lên xin mấy nhưng dù mấy dù destination IP ở đây à nâng biết đây dòng mấy vùng của mạng A của mạng A lấy dân thì nó có chút dân ở đàm mây ghi Bà algorithm bên này để dùng enable switch nhưng cứ ai enable tạm mà cái lại nhưng anh nó ở tận này viết chứ tận này viết bên này để kiếm PC mới connect mà can switch nhưng hai switch nhưng ai thao việc cái này để can cái này để can router hay cái này để can internet điện gì đó nè chứ nó cái nông này nhưng switch nhưng mình connect tại router PC tạm mới về mình PC chưa ăn điện PC bảy như thế hai ổng bảo mà ta switch nâng router ní thử ADCP mùi kia nhìn chân riêng rõ bếp đào dương à lấy dương dương thay dương configure destination source destination IP nhìn chân nâng cả này nâng bên là đào PC nè trong chọp mặt tất cả internet chân bên là đào viên rung frame ở đào switch switch nâng vô viên mà đạn nâng hash hash nâng viên base tờ lơ source destination IP nhìn chân bên này ta bà dân chỉ là mỗi địa min IP chọn mùi chọn pí hai số bảo vía ở destination bảo vía cứ bảy Google đó này cho nên không nắng viên là bậc cao cái flow mùi đại flow nắng cứ một rồi cao pí mà rồi không bảy chọn mùi chọn pí destination cứ vùng bảy chọn bảy hai flow nắng ở tới nè ở tới tám link mùi ở thì họ link ní chi gà sồn sồn chân flow nó ở tới chỉ gà sồn sồn mùi tiết bà sân chỉ à công tơ nâng tờ đài vì tớ môi bình chắc hash algorithm nâng oi viết tớ cái chỉ gà sồn sồn chắc à algorithm à tờ này tha bên này đầy miên source hay nâng destination khóc nế bà này tha oi tờ vì khóc nế vì chặt tục một flow hay một flow nâng hash algorithm vì kẹt nế hai bên distribute traffic equally between link pin này. Chà nó cứ chỉ ăn này anh đi ban này chẳng. Này. Ở đây. Bà chỉ tới anh đang ở trong bay vay vậy. Anh đang với ô tô mà. Với ô tô thơ luôn này. Hay cái này nó ưu tiên hơn thế. Bởi nhau mà chẳng đã destination chứ đã được số mà đã. Bên này chúng ta source IP bạn này thành vậy bạn này ta alert à mỗi ní hay là mỗi ní việc cái tầm một flow ấy việc cái lấy cái p flow để sai cái việc cái tầm source năng việc mình cái destination này chứ việc cái tầm flow chứ mà flow năng long cắt chỉ gà số bạn này ở trong bài từ p flow ấy chỉ tôi tới best practice maintain cái ở đã source destination đó là bên này đã source destination việc cái bạn chọn flow
ពេលណាបង្កើតបានច្រើន flow វាអាច distribute ទៅ group link ទាំងអស់អត់ឲ្យមាន link congestion នេះអញ្ចឹងឲ្យបាន default វាដាក់ source destination IP. Vậy tới anh ấy dương tới ta đạt mũi ở đây ở đạt bàn này. Vậy tới pel pel default dương ở thời đang ở vi miền này anh ấy vi miền ô tô mà ừ. Bạn vậy tới pel này dương ở thời đang ở thay nhau nhau mà miền man thời đang ở bây giờ này default bây giờ nè default dương ở miền trong máy thời ấy bạn với anh ấy dương mình từng trăm bài vô liên phong và ta đi đời xa nơi không CCMP kia đi theo kia chi cho đến xây dựng rồi tí nhá ở dương vô thang ồ à ta phải những việc flow cắt multiple LCP link việc flow mình hay à low balancing mà này thằng mình kia trong xây dựng rồi lên đường điện nâng ấy nâng ấy bà chà nó nhung cái tha bà sân chỉ dân còn là thơ ao tại việc đá dân ở trong bài consider này hay anh đi bàn đi thay environment class bên là để bị mình link congestion hay ở thi hoa environment class vì chạy environment class dân tha dân thơ lazy pa còn tay à link hàng lớn nè bà ông rồi bia rồi link hàng cái ông bia bà ông ta mà pay bia rồi mua là hết để sai dân thơ source IP source IP ban đây thầm ấy ban đây thầu thì họ dùng min server mùi à server nó source IP viết tới trả lời vì mà cái nào mày nhưng chẳng vì ai thơ à lời này còn chết rồi có không hạt cài mối nè nhưng chẳng ban đây tha dương ai kết thể bản thân chỉ dương đô lô bản lên algorithm tức và gì ai chui à giờ này dùng ban này chứ những đô với đã source này trên IP nhưng về năng viêm bài tràn flow về này viêm bài tràn flow vì distribute equally between peeling năng ai thằng năng đó sai bài nhá để dùng chui năng ban chẳng vì ai miền cạn này khác nhưng trăm bài từ Pra về đây chị đã nói mình xin lỗi đi đấy lấy gì phí tập với những điện sử dụng lời tới bà đây ba 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 tí mỗi stack nâng to là switch nâng support stack đối Cisco bộ bộ sri cao pi sôn sôn ấy anh kì hai support bộ bộ stack card rồi có Cisco stack wise chúng bên này để dùng trong thử stack luôn ra đó switch năng việt support feature stack nè mong, bắt đầu bớt xin switch năng support những thứ ở cái đi. Chân switch bộ năng support bộ này, bộ bộ cao pram zone zone, kia support virtual stack wise. Chúng à lớn này việt ra dedicated cắt đã bị thử stack à mỗi đi pra fiber optic stackable cho đi bong lực lang chẳng bớt suy nghĩ thoải mái như thử stack cả đi lúc ra từ suy nghĩ support stack function và như thử stack bạn mà là mỗi lúc
À để dương dương miên comment về bà sân chỉ không cả này để dương pra à lấy nhung nhung vậy là nên tí chỉ tu tới nó không cả này để dương pra cả mỗi bên là để dương pra cả cái hai dedicated stack chứ bên là để dương pra cả chỉ tu tới dương pra mỗi bộ asset bộ asset với chứ chứ bên là để dương thứ stack dương miên switch around vậy chứ nên bọn thà chứ bà sẽ dương pra cả dương đó nó bị score một dương ở trang bay config rồi vì miên cả đau mà vậy hay chỉ tu tới việc đau chỉ loop chẳng việc đau chung á đầm bay về tới stack chứ mà dương pra stack cat cứ dương ở trong bài configure tưởng ở cứ vía client chỉ stack luôn ai mong chứ switch tưởng ở nắng miền IP mình để cho mình tầm mùi chứ dương lock chỗ mũi lock bàn tưởng ở ủa thì ở đây trong switch Cisco bây giờ tính máu về tay tầm miền cái đạm mũi slash zone slash mùi vậy thì ở chỉ gà chẳng này tu tới à lấy mối nè cứ về đầm nàng ấy cái hàng chassis id nó bắt đầu làm mấy mà lấy mối đầm nàng ấy suy nhiều thì họ ta bản thân dân configure stack card thấy dân toàn ban define chassis id chẳng ưu tiên họ ta dân tự define chassis id để can config chassis id lấy mối lấy pí nên lấy bảy chúng biết rồi là dương vô ngày cái đó theo à suy dương là tìm mối lệnh mối là thì pi liệt pi thì pi thì bay liệt bay chẳng hạn nếu pin là đều viên bạn châu cái hay à cha si ai đi ní viên đang mi liệt mối mi liệt pi hay mi liệt bay vậy chẳng bạn dương đang theo à liệt mối ní boss pi tìm mối à liệt pi boss pi tìm pi à liệt bay boss pi tìm bay chẳng có tôi bay chỉ dương tới vi rực stack luôn ấy còn tại pin là vi rực stack cứ vi ở ai đôi chân dừng chọn CID này phải khó chẳng hạn hay mới tiết dân ta đi thả ta mùi nào chỉ master mùi nào chỉ standby hay mùi nào chỉ slave với nó không vendor phía tràn pin là cái gì bị stack cứ cái ta mình master đã master này cái master nó store configuration cái hai store control plane chẳng switch miền master miền slave cả là bị miền master standby cả là bị nó slave đó chỉ tu tới stack nó bị ai class support bằng bay switch class support bằng bốn switch chỗ kia giờ nó nhầm vậy tại tôi chỉ muốn stack cạn giờ ở trong bài config ấy đào tới visual có bên tay bên này để dùng chọn ở chassis ID trở chỉ mỗi lần lấy riêng để dùng ban ban define lấy riêng để dùng ban prepare này cho nên không cả này đang dùng trở tay cái không cả này dùng trở tay config làm bay define thả mỗi nào chỉ master mỗi nào standby mỗi nào slave chẳng thế anh đang dùng gì bị bộ access switch bên tay bộ call call chỉ tu tới với support fiber optic stack chẳng bởi dân dễ bị call switch bộ cao pram dân số bởi Cisco cứ vì mình pin chẳng vì áp ra bởi bộ stack cable này chứ mới nhung bởi 2 rụp hiếm mong sử dụng Cisco cao pram dân số nè stack card vậy chẳng ý cứ chia stack white technology stack card với Cisco anh ý card bộ kìa card nó cứ pra đầm bây để thử stack ấy mình thử ấy hay anh ý cứ chia cái stack cái hai dedicated cable cứ cái này vơ chùm chẳng anh ý cái này bị ground lan tới lửa bình đầm bây với cái này lục chẳng vì ai thử stack mà này ខ្សែខ្ញុំគូក្រោយគេនេះអានឹងមានក៏បានអត់ក៏បានដែរតែតែពេលអត់វាពេលដាច់ទៅនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងភាគច្រើនគេកណ្ដិច loop ដើម្បី redundant អញ្ចឹងគេប្រើ dedicated stack card ដើម្បីយកទៅ stack ចានេះ card វាប្រហែលជា update
nhóm thọp thơ chỉ mùi nâng bộ à cao và mùi xôn xôn mình càng chân này anh giờ bộ stack cả đây và ta chỉ bộ cao pram xôn xôn ăn chân này cao pram xôn xôn bộ khó khi kê pra virtual stackwise chứ nâng virtual stackwise cứ kê chốt pra cá đây kê pra kê hào twinnable twin ពីនិកខេបលនេះគេប្រើនេះខ្សែនេះអញ្ចឹងពួកអាខ្សែអញ្ចឹងវាអាចមានប្រភេទផ្សេងទៀតគេហៅថានិកខេបលហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើស្តេកបានហើយធ្វើស្តេកហ្នឹងគឺយកសវិសផតទៅធ្វើស្តេកជាទីយកមានការប្រាំសុនសុនអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រាំសុនសុនយើងវាយ virtual stack y ជាពេលណាដែលយើងមាន switch កៅ 500 ហើយយើងចង់ធ្វើ stack ជាទូទៅគេឲ្យរើសពី port គេហៅ service port អាពីរនេះអញ្ចឹង port នៅក្នុងកៅ 500 port វាភាគច្រើន 10 gig អញ្ចឹងបើន័យថាយើងយក port នៅក្នុងចំណោម port 10 gig ហ្នឹងយកទៅធ្វើ stack ជាទូទៅយើងអាចធ្វើ 2 port ក៏បានដែរដើម្បីធ្វើ stack អញ្ចឹងយើងរើសជ្រើសរើសម្នាក់ port មួយនេះហើយ port មួយនេះធ្វើ stack អាមួយនេះធ្វើ dual active detection ដើម្បីឲ្យគេ prevent split brain ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញតែគេនិយាយពី stack គេនិយាយពី control plane data plane ចឹង control plane វាដូចគ្នា okay master ជាអ្នក handle control traffic ប៉ុន្តែ data plane វា active ទាំងពីរ បើន័យថា ពីរហ្នឹង និយាយពីការ forward traffic វា forward ម្ដងទាំងពីរ ហើយសួរថា គេ configure វាយ៉ាងម៉េច ចឹងវាមាន command មួយចំនួន នៅលើ internet ចំណុចក្នុង ចំណុចនេះនៅក្នុងនេះក៏គេនិយាយដែរថា vì anh miền chứ nếu không Cisco nhưng mà rồi comment mình lên khơi lấy tại vì mình comment mà chỉ nốt comment là mình tí vậy ở sai trái này vài còn phi cái này nó đi vào đặng vì tại vì mình comment đã đôi chia nên nó không nói gì đó nè comment về comment về mình tới gì hả nó còn đào chỗ hay dùng bậc ca domain về hay dùng tin phone đi chỗ chẳng dùng chỗ đôi bậc ca user channel chứ dùng chỗ hay vài virtual stack virtual link dùng vài bậc chọc hay reboot máu việc không bán chỗ niềm anh đang xây đây nhưng hay mối tiếc là ní dùng miên các bạn optional này và tại chỉ tu tới best practice cái kiểu miền port mới chỉ dual active detection là bởi prevent split brain mà đây thà bên nào đầm miền đầm bên nào đầm port số 2 để dùng bản chỗ này về down à port 2 này về down chẳng bên nào port 2 này down chẳng à dual active detection này về từ shut down port về từ shut down switch nào mùi về nào đầm này cái còn mọi về miền control plane 2 tại cái nào về miền control plane 2 miền bài 2 cho nên bong từ tua bài này, vậy đó vì mình comment làm bay không việc. Ba. Chúng mới nhầm bài telegram cho nhầm drop đi. Hai mũi tiết nhầm cho anh vậy mũi tiết tha nhầm tay tha. Hai đấy bàn pin nào dùng para stack hay STP lên sơ minh này. Bên nào để dùng thử stack bài bản này bên nào để thử stack chứ hơi dùng miền switch ưu tiên dùng miền switch access bao dùng bây dùng cái này mọi chuyện chứ làm bay đi đàn nên xí access như cái này mọi chuyện đại sao anh đi thử stack rồi vậy bên nào để dùng lock chỗ vía
cứ dương đôi lọc cho suy tầm mùi dương đại sao bây giờ thử stack hai vì mình management IP tầm mùi dương mình lọc cho suy khó khăn nè dương lọc cho suy đôi khăn nè chẳng bên này để dương thử LACP ủ tí hoa tha cái này nè dương cần này cho port 10 gig zones là buồn anh ấy dương thử 10 gig p slash zones là buồn chẳng có tu bay chỉ sai dương cần này cho suy khó khăn nè phần ta để xa ta lỡ à suy pin này cho suy tầm mùi chẳng dừng ai thử LACP bàn chẳng ai bàn những hai người ta chia multi chassis ether channel tập bên chẳng dừng lên khóa rương SDP vậy đấy với bản thân chỉ admin nè admin stack ban này port phải giải từ block ấy port này chẳng này tại tập bên dừng miền stack chẳng lên khóa rương SDP chứ mà chúng ta SDP ở lấy việc sử miền này đấy nó không enterprise environment với đại sao miền bộ stack technology nó chui chẳng bên này để dừng configure redundant dừng pra stack technology dừng cap thoi troubleshooting lơ layer 2 chẳng specifically cứ STP này ngay mỗi tiết stack nó đọc sẵn lại bài nhỉ hả BOP đưa có bộ first hop redundancy protocol đại sao ai kế đại sao lỡ dừng chăm bài thơ BOP đưa có ASOP đưa có GLBP tới tiết và switch P nâng vì switch P nâng chẳng là stack nâng việc đọc sẵn lại bài nhỉ hả này chỉ tu tới chỉ nào không nên mình dùng nồi tiền ba để cái nông environment test đấy chẳng từ từ tới ông mà thay dân trong ban việc chân đấy chẳng là hàng supply cái này configuration ao không phải dân chúng ta làm bài ban là có đất đắng ba ở đây ban thử ba configuration bài mấy cái bài mấy còn là vậy tới config stack outside bản hay gọi là conserving bản thì làm bây vô conserving đang mấy chứ đôi khi mình lại cái sao Cisco mỗi việc được xây lò thế toàn này đôi khi em mua đi anh từ sau đây biết nhảy nhảy à stack nè ở đây thì mời phải thang bên này buổi chỉ tôi ta technology nó không khó ở đây này nhưng mà chẳng ở đây tôi bây đến CCNP riêng ấy cái đó cái ở sơ dây gì mà đây này cái ở đây bà về năng anh đưa chưa commercial feature mà nó không CCNP ấy được dọa miền khó riêng về năng tại tập bây chạy sẵn lại miền ok chúng ta chia đây thì dừng mong pram này tí ấy cho những cái thằng ai chọc và bản thân hay sai chậm dừng to tiền cho đào đào thiền chân cho đào đào thiền miền rừng cho đàn giấy chiêng lấy ở thủ năng ấy chúng bên này để dùng JP stack dùng mình switch pin chẳng bên này dùng stack cho kia switch đang chỉ switch tầm mùi mồng chẳng khi hai ta chỉ physical cứ dùng mình pin switch mạnh phần ta chỉ logical dùng chỉ switch tầm mùi switch again đấy switch three chồng switch Cisco miền bì pòn này miền bờ này sao miền bay pòn Catali oh Catali sri chai Apollo 9P
nâng ai bà cao bộ xử lý nai khế cao pi siri nâng vi bộ xảy hình chân bộ ả nâng hay nâng cao bay xôn xôn vi sập hợp stack cat mấy bà này thay dương ả nai vô port optic vô thư stack bà này toa thay dương bây dân tinh tử bố nhìn vô cat bộ vía vì mình cat nó nâng cu đó nâng cu vì mình cat thay dương tâm miên sai bà cat nâng nằm bấy ở dương config bàn tại cái này dương ả tinh cat nó như cái phía ở bàn này chân tinh tử bố dương toàn tầm miền kịp chụp cá mà mùi dương bọt cá nó thừa cá đi. Bà sân chỉ nexter cái ở thứ stack gì nexter cái thứ VPC VPC nâng mà nâng virtual port channel copy stack nâng còn sao việc ở đây stack gì với nước non data center environment cứ cái pra VPC cái recommend là prav VPC còn chi chiên prav stack khóc nè bây giờ dùng prav VPC bạn này thả mấy bạn này switch nhắn miền IP separately mà anh chỉ switch tầm môi switch khóc nè có bần tay vì ai support multi chassis ở channel này nhưng bây giờ dùng thử next up dùng other stack ấy dùng thử VPC bây giờ dùng thử VPC nếu không environment khác dùng try handle STP complete chiên stack complete chiến normal environment tiệt bộ anh nhân trở lên đó virtual STP tiệt đào nước nông CCMP nên gọi cover đấy nước nông data center bằng miền chẳng bộ bộ next sir bên này để dùng thua với cứ dùng thua VPC mùng bộ next sir bộ data center VPC vậy tới API năng mạnh chỉ switch tầm mối phần tay vì ai support multi chassis channel buổi API năng vì mình control plane hay năng data plane khóc nè copy stack vậy tới chạy vì riêng tricky để sao vì tới mình cái hàng VPC port between P nè hay P năng mình access switch như cả ní còn tôi bây P năng mạnh chỉ switch tầm mối cái đó vì support multi chassis channel vì riêng tricky chúng chia concept ban data control plane hay là data plane với khóc niệm với ban data dương config lại nè ưu tiên hỏi dương config OSPF à khăn đấy ắt ban config OSPF ban data configuration với xin khnề và tại ban dương gì stacking configuration với xin khnề thầm này anh đang say giờ khóc nè nâng ấy say khóc này cứ lại nâng anh đi control plane hay là data khóc niệm mùng chúng mình nhắm vào node này chúng mới nên không giờ tới VPC đi challenge VPC nhảy nhảy này nhầm flop deploy mà đón bộ Nexus 3K này bây giờ nhảy nhảy chứ nghe này chứ ưu tiên hoặc lại này vì tricky lại nữa vì mình open port vì mình này chứ nè nè bị tricky lại nè vừa switch những khóc nè men tại tập yên thơ ở LCP thơ cả nhé anh nó xây đã vã vô anh nó trong test nhưng cái test chia này xây bản đã bộ 9K image nó không chia này xây support nhưng ai test lên nó không chia này xây bản tại vì xây thống này anh nó xây môi 7 chia rồi nhóm miền đấy nhóm miền bộ 9K Nexus 9K mấy mấy chúng mình nhóm xem nó không group ai bộ ấy Nexus 9K support thơ VPC có ta RAM công tơ dẫn tỏ sang sắp chế bạn đã đọc bộ chí đạt cái được bạn vì trời ca P trời ca Nexus P ok
chẳng ở đấy thì dân mơ từ đây về tới tập về dân deploy tới dân nghỉ bên là dân ở chỗ từ đấy deploy đa tập về troubleshoot đó tập này nên troubleshoot bên nào tới vậy nhỉ tập về dân vô về anh đi về đến công tại sao phía trên cái plan này không data center environment âm miễn ai là connect suy nhẹ nhàng cứ về cái này từ mùi server cái này chẳng hạn cái hai leaf spine topology thì anh đang về như ngay tại vì tôi tới nên không enterprise dương nghĩ chuột mà nâng tiền thì ta không data center bạn chào con trán nào học nhé dương đừng chuột nên là ngày sai dương gì bật to routing chẳng là thiên miên rừng interesting vậy cho anh chân switching đi bạn bạn học cụt.